Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau phần điểm tin tức hoạt động trong tuần là phóng sự thị xã Phủ Lãng thương xưa, thành phố Bắc Giang này 70 năm sau ngày giải phóng. Cuối chương trình là ghi nhận về những kết quả trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh thành phố Bắc Giang. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thành phố đã tổ chức diễn tập chiến đấu phường Sương Giang và xã Song Khê trong khu vực phòng thủ năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố. Thực hành diễn tập chiến đấu phường Sương Giang và xã Song Khê trong khu vực phòng thủ năm 2024 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu. Cuộc diễn tập vận hành theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an, các ngành đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Thành phần lực lượng tham gia diễn tập bao gồm cả hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Trong vận hành cơ chế, các đồng chí chủ trì hội nghị đã thể hiện rõ về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong khâu xử lý các tình huống, bảo đảm được tính nguyên tắc. Phần diễn tập thực binh sát với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập tại hai địa phương đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc, 4 tập thể, 10 cá nhân phường Sương Giang và xã Song Khê được thành phố khen thưởng. Cùng đó, phường Sương Giang khen thưởng cho 2 tập thể và 10 cá nhân, xã Song Khê khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Chiều ngày 6 tháng 8, cụm thi đua các huyện Trung Du, thị xã và thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí Bùi Thị Hương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cụm thi đua gồm các huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa, Yên Dũng, thị xã Việt Yên và thành phố Bắc Giang. 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Nội dung phát động thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng huyện, thị xã, thành phố. Phong trào thi đua góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong cụm thi đua. Vai trò vị trí của phong trào thi đua được nâng lên, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng, gương điển hình tiên tiến được nhân rộng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả nổi bật đạt được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cải cách hành chính, quy chế hoạt động và cách chấm điểm của cụm thi đua. Kết luận, đồng chí Bùi Thị Hương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, đại diện đơn vị trưởng cụm, đề nghị phòng nội vụ 5 đơn vị thống nhất cách chấm điểm trên cơ sở đúng quy định, tiếp thu các ý kiến, phát biểu về các nội dung để hoàn thiện báo cáo. Chiều ngày 6 tháng 8, phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tham dự ngày hội có các đồng chí Trịnh Hữu Ban, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trong những năm qua, phường Hoàng Văn Thụ đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường giữ vững ổn định. Các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở phát triển mạnh. Điển hình như mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa Ủy ban nhân dân phường với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, nhóm Zalo giữa trưởng công an phường với cán bộ và nhân dân trên địa bàn và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Dự và chỉ đạo ngày hội, đồng chí Trịnh Hữu Ban, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ghi nhận và biểu dương công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác ở địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, coi trọng công tác xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Hữu Bàn đã trao công nhận Công an phường Hoàng Văn Thụ đạt Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2022-2023 của Bộ Công an, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho nhân dân và cán bộ phường Hoàng Văn Thụ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Cũng tại ngày hội, 6 tập thể, 12 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khen thưởng.
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 đến 1954, cùng với quân dân cả nước, nhân dân thị xã Phủ Lạng Thương đã chiến đấu anh dũng, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Tháng 8 năm 1954, thị xã Phủ Lạng Thương được hoàn toàn giải phóng. 70 năm đã qua đi, thị xã Phủ Lạng Thương xưa, nay là thành phố Bắc Giang, đang ngày càng thay da đổi thịt với sức sống mới trên con đường hội nhập và phát triển. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân thị xã Phủ Lạng Thương đã lập nhiều chiến công vang dội, đóng góp to lớn sức người, sức của cho chiến trường. Tháng 8 năm 1954, những tên thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi thị xã Phủ Lạng Thương, quê hương hoàn toàn giải phóng. Tại cái không gian này thì đến tháng 8 năm 1954 ấy, thì là diễn ra cái sự kiện đảng bộ chính quyền, lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo lực lượng vũ trang thì tiếp quản thị xã Phủ Lạng Thương. Thì cái sự kiện này đánh dấu một cái quá trình lãnh đạo mưu trí sáng suốt và cái sự đóng góp xương máu của quân và dân tỉnh Bắc Giang nói chung và quân và dân của thị xã Phủ Lạng Thương. Thì trong kháng chiến chống thực dân Pháp thì nơi đây từ tháng 7 năm 1949 đến đầu tháng 8 năm 1954 thì nơi đây là một cái vùng rất là hoang vu, bởi cư dân ở đây là cơ bản là đi tản cư, chỉ còn một số rất ít. Thì trong chính trong cái không gian lịch sử này thì đã có nhiều người dân, nhiều chiến sĩ, nhiều du kích là bảo vệ cái mảnh đất này đã hy sinh xương máu. Sau 70 năm được giải phóng, mảnh đất Phủ Lạng Thương xưa, thành phố Bắc Giang này đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh. Với diện tích tự nhiên 66,55 km2, gồm 16 đơn vị hành chính, hơn 190.000 nhân khẩu. Trải qua 22 kỳ đại hội, cấp ủy thành phố đã tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đảng các cấp. Với những cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị. Tôi chính là gốc, ta sinh mẹ đẻ là ở Lạng Thành, trước ngày danh nghĩa là Phủ Lạng Thương. Đấy. Thế nhưng đến bây giờ là sống như thế là 98 tuổi ở đây rồi, thì đổi mới so với đổi mới dân làng, rồi đổi mới thành phố, đổi mới đô thị, với phường xã này khác thì bây giờ trước 5 phần, bây giờ phải 15 phần. Đường trường chạm nhà cửa nói chung là khác là như thế, nó phải là được như thế. Thì dân thì cũng đông, trước thì dân chúng tôi có bao nhiêu đâu, có 4 thôn, nhưng bây giờ 9 thôn thôi. Trong những năm gần đây, thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân 4 năm qua, trung bình đạt 15,07% trên năm. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt dự toán được giao, bình quân tăng 31,3%. Công tác quản lý đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị được tăng cường. Văn hóa xã hội không ngừng phát triển. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục duy trì là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh. An sinh xã hội, lao động việc làm được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đảng bộ thành phố có 38 chi đảng bộ cơ sở với gần 11.000 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trung bình trên 94%. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ngành tỉnh xếp trong top dẫn đầu khối huyện, thành phố, thị xã. Trong những năm gần đây thì thành phố Bắc Giang đã phát triển vượt bậc, xứng đáng là một cái trung tâm đô thị kinh tế văn hóa của tỉnh, được có cái thành tựu nổi bật và thần kỳ như hiện nay thì tôi đánh giá rất là cao là cái sự vào cuộc của tất cả các hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt là cấp ủy của thành phố cũng như là cơ sở đã phát huy trách nhiệm rất là lớn, đặc biệt là rất là coi trọng cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các cái nghị quyết, chỉ thị của đảng. Với những đóng góp, thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển, thành phố đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu, phần thưởng cao quý, nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của các bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh.
năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Bắc Giang, cũng là năm nước rút để phấn đấu về đích hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại mốc son lịch sử vẻ vang của quê hương và những thành tựu đạt được của thành phố sau 70 năm là động lực để người dân thành phố hôm nay tiếp bước truyền thống, chung sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Hội cựu chiến binh thành phố hiện có 22 hội cựu chiến binh cơ sở với gần 9.740 hội viên. Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã phát triển rộng khắp trong các cấp hội cựu chiến binh thành phố. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dù tuổi cao, song 7 thành viên của tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự thôn Phúc Hạ, xã Song Hai đều đặn mỗi tháng 2 buổi tuần tra định kỳ. Không chỉ vậy, tổ cựu chiến binh này luôn sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu của cấp ủy chính quyền địa phương. Họ đã và đang góp sức mình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay bảo vệ bình yên cho xóm làng. Tổ an ninh trật tự của chi hội cựu chiến binh thôn Phúc Hạ là có cái nhiệm vụ là vừa tuần tra trong đường làng ngõ xóm, cũng lại vừa tuần tra trên đường giao thông quốc lộ 17. Thế để một là cũng để phát hiện những cái hiện tượng. Thứ hai nữa là chủ yếu là để nhân dân là thấy cái lực lượng của mình thì cũng có ý thức chấp hành những cái quy định về an ninh trật tự trong thôn xóm. Trên mặt trận lao động sản xuất, Hội Cựu chiến binh thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các mô hình và việc làm thiết thực đã phát huy tiềm năng thế mạnh của cựu chiến binh. Phong trào đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo. Hiện toàn thành phố có 7.306 hộ hội viên khá giàu, tăng 1.694 hộ so với năm 2019. Đơn cử như cựu chiến binh Thân Văn Thắng, chi hội tổ dân phố Hòa Sơn, phường Nam Hai, phát huy phẩm chất của người lính cụ Hồ trong thời bình, hợp tác xã bún bánh sạch Thắng Thủy Nam Hai do ông làm giám đốc đã tạo công việc làm ổn định cho nhiều lao động và gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. Bản thân gia đình là có nghề truyền thống. Thì là về mình cũng trăn trở, mình phải làm một cái gì đó để phát triển được cái kinh tế cho bản thân và gia đình, cũng như là cho anh em trong hội. Xác định nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ thường xuyên của hội. Các cấp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Tiêu biểu phải kể đến ông Trần Quang Minh, hội viên cựu chiến binh phường Trần Nguyên Hãn. Ông đã chia sẻ với biết bao thế hệ trẻ thành phố về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về những trận đánh hào hùng lịch sử và sự hy sinh to lớn của cha ông ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thì thông qua công tác hội thì mình thấy được cái nhiệm vụ và trách nhiệm của cựu chiến binh đối với thế hệ trẻ. Cho nên là cũng xuất phát từ cái suy nghĩ đấy thì bản thân thấy là cũng vừa là tình cảm trách nhiệm, cho nên là còn sức khỏe thì cố gắng để đi tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và giao lưu với đoàn thanh niên để làm nào cho là truyền tải được, truyền lừa được cho thế hệ trẻ ngày nay để tiếp bước cha anh tô thắm truyền thống của cha anh ngày xưa. Hội cựu chiến binh thành phố tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động cựu chiến binh phù hợp với từng đối tượng, coi việc xây dựng cơ sở hội là nền tảng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 5 năm qua, 100% hội cựu chiến binh cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội cựu chiến binh thành phố luôn được Hội cựu chiến binh tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, top đầu trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Bắc Giang đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và nhiệm vụ chính trị của hội, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và những quy định của địa phương. Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.
cán bộ hội viên cựu chiến binh thành phố đã đoàn kết, phát huy ý chí, nghị lực, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, góp phần tích cực xây dựng thành phố Bắc Giang ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 8 tháng 8 năm 2024. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.